Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel tiếp theo của mình Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói về lý do Tại làm sao anh em chơi tài xỉu online phải tuân thủ những quy luật của nhà cái Ok anh em nhé, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mang vào 9 củ khoai đây Khỏi phải để em nói nhiều là mình sẽ chiến luôn và mình sẽ nói về vấn đề này nhá Lý do gì và tại làm sao anh em chơi ở bộ môn tài xỉu phải tuân thủ những quy luật của nhà cái đưa ra Đấy khi mà anh em chơi mà anh đương nhiên là anh em phải chơi là tất cả đều có nội quy của họ đúng không anh em. Người ta đã tạo ra cái bộ môn tài xỉu online này, này thì đương nhiên là nó sẽ phải có nội quy. Đấy nếu như mà anh em chơi mà anh em không tuân thiện tuân thủ theo những nội quy tội nội quy của của nhà cái đưa ra thì đảm bảo tất cả anh em dù anh em có thắng thì anh em cũng không thể rút được lúa về đúng không anh em. Đấy nên là anh em chơi là anh em phải để ý vấn đề này và mình cũng có thể lách luật được của nhà cái đúng không anh em. Đấy phải lách đôi khi là đôi khi là gì luật thì có luật nhưng đôi khi mình vẫn có thể lách luật được đúng không anh em xã hội mà cuộc sống mà vẫn phải lách luật chuyện đấy là chuyện bình thường đúng không anh em nên là anh em phải để ý cẩn trọng về cái vấn đề vấn vấn gì vấn đề này nhá đấy rồi ok và bây giờ thì tiếng này thì mình sẽ đánh vào đây hai củ này đấy tất cả quy luật của nhà cái đã đưa ra rồi thì đương nhiên là mình chơi mình phải mình phải tham gia tuân thủ nội quy thì khi mà mình thắng thì mình mới rút được lúa về còn mình đã chơi mà mình không tuân thủ một đội quy nào cả mình đánh theo cái kiểu là của mình mình có những cái mẹo đánh của mình mà không mình không hiểu mà nên là khẳng định với tất cả anh em là nó sẽ khóa tài khoản của anh em và anh em sẽ không rút được lúa về nhá đấy nên là anh em phải để ý và hôm nào thì mình sẽ làm một một vài cái video là lách luật những lách luật của nhà cái từng cái bộ môn từng cái uh, uh, con uh, từng cái bộ môn thể thao một để cho anh em có thể À, dựa vào trên cái uh, cái 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 quy luật đó anh em có thể lách luật được để anh em có thể uh, đánh theo cái kiểu là đánh theo kiểu là đảm bảo là một trăm phần trăm là win đúng không anh em rồi ok thì bây giờ thì tiếng này thì mình sẽ tiếp tục mình sẽ đánh xem nào vừa rồi ra xỉu lại lên năm thì ok tiếng này thì mình vẫn phải bám vào cái cầu bám tiếp vào cầu nhưng tiếng này thì mình sẽ đánh vào 9 nít thôi anh em nhé đấy anh em nào xem video của mình thấy hay và hữu ích hãy cho mình một lượt like và một lượt follow còn ninh của con TDTC thì đừng trò chơi này thì mình để ở dưới phần mô tả đam mê thì anh em ấn vào và tải về và trải nghiệm nhá và bây giờ thì anh em chờ đợi kết quả của mình xem nó có rực rỡ hay không đấy thì hiện tại cái con game TDTC thì nếu chơi này đang là một con game thịnh hành nhất hiện nay nên là anh em chơi anh em cứ yên tâm tuyệt đối là xanh chín không lo bất kể vấn đề gì xảy ra nhá rồi ok lặn nào kết quả rồi vậy là nó đã chuyển về cầu tài nữa sáu 6 sáu năm đây thì là hai nghịch một thuận anh em nhớ hai nghịch một thuận rồi ok không sao chúng ta tay được tay mất đấy là cái chuyện bình thường đúng không anh em quan trọng nhất là gì quan trọng nhất là anh em chơi anh em vẫn phải tỉnh táo để làm sao để có thể chiến thắng là ok rồi tiếng này thì vẫn nick tiếp vào đây này đấy đánh lại thì hai nghịch một thuận thì bây giờ mình đánh lại hai thuận một nghịch đúng không anh em đôi khi mình, phải biết làm sao cách biến hóa chuyển đổi cầu để làm sao có một kết quả chuẩn xác nhất đấy giúp anh em có thể kiếm lúa hàng ngày ở trên con tdtc thì đường trò chơi này nếu như anh em nào gặp bất kỳ khó khăn gì anh em có thể comment mình có thể hỗ trợ cho anh em nhá anh em chờ đợi kết quả xem nó có ok không xem nó có rực rỡ hay không hiện tại đang nặng về nặng về tài nhiều anh em nhé hiện tại đang nặng về tài nhiều đấy thì xem kết quả của tay này xem là nó có đúng là nặng về tài nhiều không Đấy thì cái cầu kèo cái con TDC thiên thừa chơi này thì nó sẽ rất là ok rất là mượt mà Nên là anh em chơi thì anh em cứ dựa vào cầu của nó mà chiến nha anh em nhé Và bây giờ thì là kết quả của tay này sẽ là cái gì đây xem có phải là tài hay không nhá Gì 4 5 Ok Chuẩn xác anh em nhé anh em thấy chưa Đấy vẫn cứ là ok Đấy mình đã đánh là hai thuận rồi Còn tiếng này thì khả năng cao thì mình sẽ đánh về nghịch nhá Mình bắt đúng quả bài hai thuận một nghịch rồi ok Đứng này thì lại bắt vào đây nhà chín nít đấy cứ đánh 2 nít lên đánh hai củ lên rồi lại nhả chín nít anh em nhá đấy kiểu gì mình cũng có lời mà đúng không anh em đấy, rồi ok anh em chờ và đợi kết quả xem nó có chuẩn hay không đấy còn những anh em nào mà không hiểu biết về những cái cách mà lách luật hay là và những cái gọi gì luật của nhà cái thì anh em có thể comment thì mình sẽ chỉ cho anh em những cái luật để cho anh em chơi đấy để anh em chơi không mà không bị vi phạm luật nhá thì anh em mình cũng nói luôn về về cái vấn đề này anh em chơi ở cái bộ môn nào cũng vậy thôi tất cả đều có quy luật của nó anh em phải tuân thủ những quy luật của nó để làm sao anh em khi mà anh em thắng thì anh em mới rút được tiền với lại là anh em sẽ không bị khóa tài khoản nhá rồi ok và bây giờ thì kết quả của tay này xem nó có rực rỡ hay không nhỉ gì đây xem nào rồi bốn bốn một anh em thấy chưa rực rỡ đúng không anh em Đấy, nói chung là mình đánh tay nào thì cũng ok, đánh cứ từ từ bình tĩnh, đánh cứ nhát một nhát hai thôi đúng anh em, không cần phải nhất thiết là tay nào cũng đánh, đúng. Chờ đợi những cái tay chuẩn xác nhất rồi anh em chiến thôi. Đấy và bây giờ thì khi nó lên 441 này, khi nó cầu nó lên 41 khả năng cao cái cầu 41 này khả năng cao nó sẽ chuyển về cầu nó sẽ chuyển về cầu tài anh em ạ, nó sẽ chuyển về cầu tài. Những này thì mình đã đánh hết số lẻ nhá. Lẻ đâu thì mình đánh tới đó rồi ok, còn 755 cò đây đánh hết vào đây rồi link của con tdtc thì nửa chơi này thì để ở dưới phần miêu tả đam mê thì ấn vào và tải về và trải nghiệm thôi đấy còn à, thực sự với tất cả các anh em ở, ở đây anh em xem qua đây đây cầu của con à, tdtc thì nửa chơi đây cầu là cũng đẹp đây cầu 323 này cầu 11 này cầu 212 này và cầu 4321 này em là 4 này 111 này 3 này 21 này ok cầu rất là đẹp nhá nên là em chơi thì anh em cứ dựa trên những đường cầu mà anh em đánh thôi đảm bảo tất cả anh em là luôn húp này rồi ok húp cho anh em thấy chưa đấy phong độ thì làm sao nó chỉ là thức thời nhưng mà đẳng cấp thì nó vẫn cứ làm mãi mãi anh em nhé đấy quá ok đúng không anh em đấy nói chung là vẫn đẳng cấp thì vẫn là đẳng cấp thôi rồi ok nào thì à, mình sẽ đánh mình sẽ đánh nốt một tay nữa sau là mình sẽ chốt lãi tại ca này nhá chốt lãi tại cái này thì xem là sáu bốn này khả năng cao tiếng này nó sẽ khả năng cao nó sẽ bẻ cầu anh em ạ khả năng cao nó sẽ bẻ cầu để mình xoay kỹ càng hơn xong rồi mình sẽ đánh nhá 4321 chuyển đây cầu trước là cầu đây 212 đây Ok tiếng này khả năng nó vẫn về cầu 212 anh em ạ vào đánh nốt vào 4 mươi uh, 72 này đi đúng không em lẻ mà lẻ thừa thì đánh hết nhá Rồi anh em chờ và đợi kết quả xem tay này xem nó có rực rỡ xem nó có ok không nhá Đấy anh em thấy chưa và mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi tại sao gì tại sao và lý do gì chơi ở cái bộ môn tài xỉu online lại phải tuân thủ những quy luật của nhà cái là như vậy anh em nhé nếu mà anh em chơi mà anh em không tuân thủ những quy luật thì đảm bảo tất cả anh em anh em sẽ bị khóa tài khoản và khi anh em thắng anh em sẽ không sẽ rút không rút được lúa về và bây giờ thì lặn nào 631 chứ không phải là chương phải là 63 ra hai Ok anh em vậy là mình đã chia sẻ cho anh em về những cái vấn đề và tại sao lý do gì anh em chơi phải tuân thủ theo những quy luật của nhà cái Ok hiện tại đây được mười 13 củ rồi thì mình cũng xin phép tất cả anh em mình sẽ chốt lãi tại cả này nhá xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại